chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 8 năm 2024 có các nội dung đáng chú ý sau. Phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Kết nối dữ liệu thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 13 tháng 8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Mờ Ga đã tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Với chủ đề tự hào truyền thống viết tiếp chiến công xứng danh bộ đội Cụ Hồ, đợt thi đua được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2024, tập trung vào các nội dung thi đua làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, thi đua triển khai tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm gắn với tổng kết năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Lực lượng vũ trang huyện Chư Mờ Ga phấn đấu hoàn thành xuất sắc, vượt mức về đích sớm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Mờ Ga đã trao huân chương quân kỳ quyết thắng, huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất và hạng ba cho 9 cá nhân thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Ngày 13 tháng 8, Hội Cựu chiến binh huyện Ea Leo phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện bàn giao hai căn nhà đại đoàn kết cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà bàn giao cho gia đình cựu chiến binh ở xã Ea Son có diện tích 54m², có tổng giá trị xây dựng là 200 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ 70 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh huyện hỗ trợ 40 triệu đồng. Căn nhà bàn giao cho gia đình cựu chiến binh ở xã Ea Khan có diện tích 60m², có tổng giá trị xây dựng là 260 triệu đồng. Trong đó, Quỹ vì người nghèo của huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ea Leo hỗ trợ 70 triệu đồng. Đây là sự hỗ trợ động viên giúp đỡ cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, có được chỗ ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Những năm qua, nông nghiệp Đắk Lắk luôn duy trì đà tăng trưởng ổn định, làm tốt vai trò là trụ đỡ cho nền kinh tế của địa phương, thu hút đầu tư là một trong những tiền đề quan trọng để nông nghiệp bứt phá trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thu hút được trên 100 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Trong quá trình thu hút đầu tư vào nông nghiệp, Đắk Lắk chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, bảo quản sau thu hoạch và tiêu thụ nông lâm sản. Đến nay, nhiều dự án nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất tập trung, sản phẩm đạt các tiêu chuẩn chất lượng cao đang từng bước được hình thành, đã và đang góp phần thay đổi quy mô diện mạo cho nông nghiệp, góp phần đưa nông nghiệp Đắk Lắk phát triển ổn định. Thời gian qua, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã huy động lực lượng phương tiện tổ chức ra quân xử lý nghiêm trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, ma túy nhằm hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe và thực hiện kế hoạch năm an toàn giao thông trên địa bàn với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Theo thống kê của Công an thành phố Buôn Ma Thuột, từ đầu năm đến nay các lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt trên 2.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 39 trường hợp lái xe sử dụng chất ma túy. Đây là con số vi phạm cao nhất từ trước đến nay. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện và lập biên bản xử lý 4.244 trường hợp vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 3.390 phương tiện, tước giấy phép lái xe gần 1.200 trường hợp, thu nộp kho bạc nhà nước trên 10 tỷ 800 triệu đồng. Ngoài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền tác hại nghiêm trọng mà bia rượu gây ra để nâng cao ý thức của người dân. Ngày 13 tháng 8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, một đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, tháng 3 năm 2023, thông qua việc môi giới, mua bán đất, Đặng Thị Ánh Thu, chú tại xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, quen biết với chị Trần Thị Thanh Tuyền, chú tại xã Bình Hòa, huyện Krông Anna. Thu làm hợp đồng nhận 50 triệu đồng tiền đặt cọc để bán cho chị Tuyền một thửa đất của người khác tại xã Ena, huyện Krông Anna. Đến tháng 4 năm 2023, Thu thấy trên Facebook có đăng bán một thửa đất tại xã Ena. Sau đó, Thu nói với chị Tuyền thửa đất trên là của mình, rồi làm hợp đồng bán đất và nhận 250 triệu đồng của chị Tuyền. Tổng cộng, Thu đã chiếm đoạt của chị Tuyền 300 triệu đồng. Quá trình điều tra, Công an tiếp nhận nhiều đơn thư khác tố cáo Thu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời thông báo cho những ai bị thu lừa với thủ đoạn trên sớm trình báo để được hướng dẫn giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, cùng với đẩy mạnh các dịch vụ thuế số, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân trên thuế điện tử. Đây được kỳ vọng mang lại nhiều tiện ích cho người nộp thuế, đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thúc đẩy chuyển đổi số ngành thuế. Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, ngành thuế Đắk Lắk đang đẩy mạnh tuyên truyền để người nộp thuế cập nhật thay đổi thông tin đăng ký thuế qua phương thức điện tử nhằm phục vụ công tác rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu như mà cái sự chuẩn hóa như thế này á, thì rất là thuận lợi, có thể tra cứu trên một cái ứng dụng nào đó mình có thể tra cứu hết được những cái thông tin mình cần thiết. Và cái việc này thì nó sẽ là bao gồm luôn cả tất cả các cái thông tin vào một mối thôi, thì mình sẽ không phải thực hiện nhiều cái việc đi theo kèm đó. Việc cập nhật thay đổi thông tin về căn cước công dân trong đăng ký thuế thông qua đơn vị trả thu nhập hoặc cá nhân có thể kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú hoặc kê khai qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Chi cục thuế của Đắk Lắk thì luôn luôn tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp của mình. Thì đôi khi cũng có một phần sơ sót nhỏ một tí xíu thôi. Thì chậm trễ một chút xíu do doanh nghiệp hỏi về những cái sai sót của doanh nghiệp. Thì bên thuế thì chưa có trả lời liền được. Thì cái điều này thì mình mong là bên thuế cũng trả lời sớm sớm cho doanh nghiệp để được biết, để mà giải quyết vấn đề, để không phải phát sinh phạt hay này kia, những cái khoản phát sinh. Triển khai rất nhiều cái giải pháp liên quan đến cái việc hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng là cái tạo cái nguồn thu bền vững chắc cho địa bàn. Chúng tôi đã triển khai rất nhiều cái nhiệm vụ giải pháp, cụ thể đó là cái việc giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, các cái khoản phí theo quy định của pháp luật. Thời gian tới, ngành thuế Đắk Lắk tiếp tục rà soát cập nhật thông tin của người nộp thuế làm cơ sở để cơ quan thuế chuẩn hóa dữ liệu, hướng tới mục tiêu sử dụng mã định danh làm mã số thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế. Qua đó, từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý thuế hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả và cung cấp dịch vụ điện tử, dịch vụ số cho người nộp thuế. Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sinh thái, hàng hóa gắn với du lịch trải nghiệm đang là hướng đi được ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk và các địa phương có thế mạnh triển khai nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời tạo ra những sản phẩm mới thu hút du khách. Tại huyện Buôn Đôn, mối liên kết giữa du lịch và nông nghiệp bước đầu đã phát huy hiệu quả. Không chỉ phát triển những cây trồng truyền thống, mới đây, một số nông dân ở Buôn Đôn đã mạnh dạn chuyển đổi, trồng thử nghiệm các loại cây trồng mới mang lại giá trị kinh tế cao. Sau khi trồng thử nghiệm, anh Đỗ Trọng Huế ở xã E Nhôn, huyện Buôn Đôn đã mở rộng vườn nho, thân gỗ và cherry của gia đình lên hơn 2.000 cây. Thời điểm này, dù mới có 100 cây cho trái, nhưng thu nhập của gia đình anh từ nho khoảng 200 triệu đồng một năm. Không những thế, khi anh đăng những video về vườn cây lên mạng xã hội, rất nhiều du khách có mong muốn được đến trực tiếp vườn để tham quan trải nghiệm. Gia đình khảo sát và trồng thử nghiệm với cây nho ấy. Ban đầu thì cũng thấy về cơ bản là thấy nó hiệu quả và cũng đã bán được ra thị trường một vài năm gần đây. Và sau khi mọi người ăn, vì do là nhà mình cũng đăng ở trên các trang mạng xã hội, có rất là nhiều người cũng đã tìm hiểu đến và muốn được trải nghiệm ấy, được khám phá. Việc phát triển nông nghiệp gắn với du lịch không chỉ tạo ra những sản phẩm du lịch khác biệt mà còn phát huy thế mạnh của mỗi địa phương. Nhiều hộ trên địa bàn huyện Buôn Đôn đã liên kết thành lập hợp tác xã và phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt có thế mạnh như nuôi cá, nuôi thỏ, trồng các loại cây ăn trái để phục vụ du khách. Từ việc dám nghĩ, dám làm, thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kết hợp làm du lịch, nhiều hộ dân đã có kinh tế ổn định. Trên cái đất cằn cõi của Buôn Đôn mình đây thì rất phù hợp với cây nhãn. Mà thật sự là cái cây nhãn nó du nhập vào Tây Nguyên mình đây thì là rất dễ chăm sóc, làm hoa trái mùa, làm hoa theo ý muốn. Nói chung là từ hồi là tôi vừa trồng, vừa phụ gia đình, vừa phụ khách du lịch thì tăng thêm thu nhập cho gia đình, thế là chu cấp để các con ăn học tốt hơn.
Nếu mà chúng ta chỉ có thiên về yếu tố du lịch mà không kết hợp với nông nghiệp thì cái yếu tố trải nghiệm nó sẽ không có. Do vậy thì cái xu thế là phát triển du lịch trải nghiệm là nó sẽ tìm tòi khám phá cho du khách nhiều hơn. Do vậy thì hiện nay thì du khách cũng đang dần dần là hướng đến là chuyển dịch theo hướng là du lịch trải nghiệm và khám phá để nâng cao cái nhận thức cho mỗi người trong quá trình tiếp cận các cái mô hình của chúng tôi. Phát triển du lịch kết hợp với nông nghiệp sinh thái không chỉ tạo ra cơ hội kinh doanh mới mà còn góp phần phát triển bền vững cho địa phương, thúc đẩy phát triển sinh kế, hộ gia đình và cộng đồng. Huyện Buôn Đôn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, quảng bá, kêu gọi các tổ chức, cá nhân có tiềm lực để đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế địa phương.